Nếu trong bếp bạn có một củ gừng nhỏ, 10 căn bệnh này sẽ nhanh chóng biến mất. Hầu hết chúng ta đều biết tác dụng của gừng trong việc chăm sóc và sửa chữa những hỏng hóc của cơ thể thông qua cách sử dụng khác nhau. Gừng từng được quốc y đại sư Trung Quốc Lỗ Trị Chính cho rằng cả đời ông khỏe mạnh nhờ gừng, sống thọ đến gần 100 tuổi. Để tận dụng hết những lợi ích mà gừng mang lại cho sức khỏe, sau đây là một số cách giúp bạn tự điều trị những chứng bệnh đơn giản ngay tại nhà chỉ với một cốc nước gừng ấm. Nghiên cứu mới nhất cho thấy dùng gừng pha với nước nóng có hiệu quả tốt cho những căn bệnh đơn giản sau đây. 1. Loét miệng. Dùng nước gừng ấm để súc miệng khoảng 2-3 lần một ngày, thực hiện trong vòng 3 ngày 6-9 lần thì vết thương trên bề mặt miệng viêm loét sẽ được giảm hẳn. 2. Viêm nha chu. Dùng nước gừng ấm súc miệng mỗi ngày nên thực hiện 2 lần vào buổi sáng và tối. Nếu ngứa họng thì thêm một chút nước muối vào gừng để uống từ 2-3 lần một ngày. 3. Sâu răng. Kiên trì súc miệng bằng nước gừng ấm hàng ngày vào buổi sáng và buổi tối hoặc sau mỗi bữa ăn. Cách làm này không chỉ là một phương pháp hữu hiệu để bảo vệ răng mà còn có thể ngăn ngừa và điều trị sâu răng. 4. Đau nửa đầu. Chứng đau nửa đầu thường xuyên tấn công nhiều người và kéo dài nhiều ngày nếu bạn không quan tâm điều trị. Dùng một ít gừng nóng, ngâm hai bàn tay của bạn trong đó khoảng 15 phút, cảm giác đau đầu sẽ giảm xuống và thậm chí là biến mất. 5. Mụn trứng cá. Khi mặt bạn có mụn ở mức mới phát hiện bệnh thì nên áp dụng cách rửa nước gừng ấm 2 lần mỗi ngày vào buổi sáng và tối. Để tác động sâu vào bên trong, bạn cần kiên trì trong vòng 60 ngày, các nốt mụn sẽ giảm hẳn. Biện pháp này cũng có thể giúp cho người có làn da tàn nhang hoặc khô, hanh cải thiện được tình trạng, hiệu quả điều trị khá tốt. 6. Gầu và hói. Đầu tiên thì bạn có thể dùng một miếng gừng nhẹ nhàng trà sát lên da đầu, sau đó dùng nước gừng ấm gội đầu theo cách làm ướt da đầu và gãi nhẹ. Cách làm này có hiệu quả ngăn ngừa và loại bỏ gầu. Ngoài ra, thường xuyên dùng nước ấm gừng gội đầu cũng có hiệu quả điều trị nhất định với bệnh hói đầu. 7. Đau vùng lưng eo. Khi bị đau vùng bụng và lưng eo, bạn có thể pha một chút nước gừng nóng, thêm một chút muối và giấm vào bát, sau đó dùng khăn mặt nhúng vào bát nước này, vắt khô bớt rồi trà lên vùng bị đau. Thực hiện lặp đi lặp lại nhiều lần thì các triệu chứng đau sẽ giảm hẳn. Đây gọi là cách chườm nước gừng nóng phổ biến ở trong đông y. 8. Mùi hôi chân. Người có bệnh hôi chân sẽ vô cùng khổ sở, đặc biệt là khi đi giày, tất cả ngày gây bí sẽ bốc mùi nghiêm trọng. Giải pháp đơn giản là bạn có thể ngâm chân bằng nước ấm gừng. Pha một chút muối và giấm vừa đủ vào nước ấm gừng, ngâm chân trong khoảng 15 phút rồi lau khô. Mùi hôi chân sẽ được loại bỏ. 9. Huyết áp cao. Khi chỉ số huyết áp tăng cao, có thể dùng nước gừng nóng ngâm chân khoảng 15 phút, triệu chứng bệnh sẽ giảm nhẹ. 10. Nhức đầu cảm lạnh. Pha một ít nước gừng nóng ngâm chân. Mức nước để ngâm tốt nhất là ngập tới mắt cá chân để làm tăng hiệu quả. Nước gừng để ngâm chân nên pha thêm với một lượng vừa đủ muối và giấm. Liên tục thêm vào nước nóng để đảm bảo ngâm chân trong nước nóng ra. Ngâm cho tới khi vùng da chân đỏ lên thì dừng lại. Cách làm này có hiệu quả rõ rệt đối với bệnh nhân liên quan tới bệnh cảm lạnh, phong hàn, đau đầu, ho. Bạn nên thử giải pháp tuyệt vời này trước khi phải dùng tới thuốc. Đây là cách thực hiện đơn giản tại nhà, bạn nên áp dụng khi mới bắt đầu có triệu chứng. Nếu bệnh đã trở nặng thì hiệu quả sẽ không còn cao nữa. Chúc các bạn và gia đình luôn khỏe mạnh. Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Ẩn Số Thế Giới. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video. Cà tím, thần dược để chữa bệnh cho mọi gia đình Việt. Cà là một loại quả rất quen thuộc với người dân Việt Nam. Nó được sử dụng để chế biến thành những món ăn ngon như cà muối, cà om. Ngoài ra thì cà tím còn được gọi với cái tên thần dược chữa rất nhiều các loại bệnh khác nhau. Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu tác dụng tuyệt vời của cà tím mang lại cho sức khỏe.
Cà tím là một thực phẩm chứa nhiều chất xơ và giàu vitamin B, cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể. Bên cạnh đó, với sắc tố màu tím sẫm, thì cà tím còn được biết đến là một nguồn thực phẩm dồi dào chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ các tế bào và phòng ngừa chữa được nhiều căn bệnh khác nhau. Dưới đây là 8 công dụng tuyệt vời mà cà tím mang lại cho chúng ta. Phòng ngừa ung thư. Cà tím có tác dụng đặc biệt trong việc phòng ngừa và điều trị ung thư đại tràng vì cà tím chứa hàm lượng chất xơ cao. Chất xơ trong cà tím khi di chuyển qua đường tiêu hóa có xu hướng hấp thụ độc tố và hóa chất có thể gây ra bệnh ung thư ruột kết. Bên cạnh đó thì cà tím có khả năng phòng ngừa những căn bệnh ung thư khác vì nó còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, có tác dụng tiêu diệt các gốc tự do gây hại cho cơ thể. Bạn nên ăn cà tím nguyên cả vỏ vì các nghiên cứu cho thấy lớp vỏ cà tím chứa nhiều chất xơ hơn cả ruột. Cà tím tốt cho bệnh tim mạch. Cà tím là một loại rau có lượng vitamin P kỷ lục. Mỗi 1.000g cà tím có chứa 7.200mg vitamin P. Đây là một loại vitamin chủ yếu trong việc làm tăng cường sự dẻo dai của các mạch máu và giảm bớt lượng cholesterol. Lượng vitamin P trong cà tím có thể giúp ngăn ngừa được bệnh cao huyết áp, xơ cứng động mạch. Theo các nhà khoa học Mỹ, thì cà tím là một trong những biện pháp hàng đầu để giảm cholesterol trong máu. Cà tím tốt cho hệ tiêu hóa. Trong cà tím có một lượng dinh dưỡng cao, phơi khô cà tím dùng làm thuốc giảm đau, trị xương loét, loét dạ dày. Cà tím hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày và chữa đau bụng do tiêu hóa. Trong cà tím có chứa là stress soda, một chất có tác dụng chống ung thư. Theo các chuyên gia Nhật Bản, thì trong nước ép cà tím có nhiều hoạt chất có khả năng ngăn ngừa ung thư dạ dày. Ngoài ra thì cà tím cũng có tác dụng lợi tiểu, chống phù lề, đàm thấp, hỗ trợ trong điều trị bệnh thận. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy nước ép cà tím giúp ngăn chặn bệnh động kinh. Kiểm soát bệnh tiểu đường. Sau hàm lượng chất xơ cao và lượng carbohydrate hòa tan thấp, cà tím là một thực phẩm lý tưởng dành cho việc kiểm soát bệnh tiểu đường. Những khoáng chất và dinh dưỡng trong cà tím cũng khiến chúng hữu ích như là một bộ điều chỉnh hoạt động của gluco và insulin trong cơ thể, giúp ngăn chặn bệnh tiểu đường. Làm đẹp da, phòng chống lão hóa và giúp tóc luôn suôn mượt. Trong quả tím giàu khoáng chất, vitamin và chất xơ, điều này giúp cho cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, nhờ đó mang tới cho bạn một làn da đẹp hoàn hảo từ bên trong ra bên ngoài. Cà tím phần lớn là nước, chính vì vậy chúng cũng cung cấp nước cho cơ thể và làn da của bạn. Tốt cho não bộ. Cà tím là một nguồn tuyệt vời dinh dưỡng thực vật có tác dụng tăng cường hoạt động nhận thức cho sức khỏe não bộ. Chúng không chỉ có khả năng chống lại hoạt động của gốc tự do mà còn tăng lưu lượng máu đến não, giúp thúc đẩy bộ nhớ và tư duy phân tích, tăng cường hệ thống miễn dịch. Ngoài ra, còn có magie, kali, canxi, vitamin A và C có tác dụng cải thiện cấu trúc xương, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Cà tím có chứa lượng lớn vitamin C giúp chống nhiễm trùng, giúp bạn bỏ được thuốc lá. Hầu hết thì những người hút thuốc là đều không muốn có thể từ bỏ được thuốc lá, nhưng họ không thể nào làm được mặc dù họ nhận thức được tác hại của thuốc đối với sức khỏe. Các nhà khoa học thuộc trường Đại học Michigan của Mỹ đã phát hiện trong cà tím cũng có nicotine và thấy trong thí nghiệm ăn 10g cà tím có hiệu quả tương tự như hút thuốc suốt 3 ngày. Những lưu ý khi sử dụng cà tím. Cà tím có thể chế biến thành những món ăn khác nhau tùy vào khẩu vị của mỗi người. Không nên bỏ vỏ cà tím khi chế biến bởi trong vỏ cà tím có chứa nhiều vitamin nhóm B và vitamin C. Trong cà tím có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên thì khi chế biến nấu cà tím ở nhiệt độ cao sẽ làm giảm vitamin. Nên cho một chút giấm khi chế biến cà tím có tác dụng hạn chế được chất salicylamine và khiến cho món ăn trở nên ngon hơn. Chúc bạn và gia đình luôn khỏe mạnh. Khi xem video của chúng tôi, nếu bạn cảm thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè của bạn để biết thêm thông tin và đón nhận những video mới. Rất cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe và nhận xét kênh Ẩn Số Thế Giới. Hãy nhanh tay đăng ký kênh miễn phí hiển thị trên màn hình. Đừng tiếc like và comment khi xem video.